mẹ nghe nè, bây giờ nghe lời mẹ đi, bây giờ mẹ tới công ty mẹ không có về nhà được, con làm ơn á, con đừng có la mắng em nữa, con ngọt ngào với em rồi rồi, em muốn làm toán cứ để em làm, không có la em nữa nghe chưa, rồi rồi chiều mẹ về sớm với mấy đứa, được rồi để mẹ đi làm nha con. Ôi gì vậy, sao mà mặt mày bí xị vậy, mới nói chuyện với ai vậy? Thằng trai lớn của con. Ờ rồi sao rồi? Thôi 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 đừng khóc nữa. Sao? Bất lực. Mọi người cứ an ủi hoài à. Thôi giờ tình thiệt nói luôn ha. Con của con á, suốt ngày nó cứ toán, cái gì cũng toán hết trơn á. Rồi á, ngồi đâu là lấy viết, lấy giấy ra ghi số, cộng trừ nhân chia. Rồi ngồi ở dưới cát cũng vậy, lấy cái que quẹt quẹt cũng là những con số. Tới mức độ mà con lấy cái bảng chữ ra, con kêu không con rèn chữ đi, nó ngồi nó viết chữ ra, xong nó còn tính, nó quy từ chữ ra thành con số. Trời ơi, suốt ngày nó cứ toán hoài à cô ba. Rồi bác sĩ có giải thích cái tình trạng của nó là sao không? Bác sĩ thì nói nó bình thường không sao hết, nhưng mà cái này con nghĩ nha. Cái lúc mà con có bầu á, con thấy là khả năng tính toán của con lúc đó nó vượt trội lắm. Con của con nó sẽ là thần đồng từ trong bụng mẹ. Nên khi đẻ nó ra 2 tuổi là con đào tạo cho nó học toán liền. 2 tuổi thôi? Dạ. Mà bắt thằng nhỏ là cộng trừ nhân chia rồi. Trời ơi. Đâu có ngờ, đâu có ngờ là nhỏ bị nhập tâm tới mức độ mà thiếu điệu muốn tự kỷ vậy, không biết. Mình thương con. Dạ. Rồi mình muốn dạy con á, mà đừng dạy theo kiểu của mình như vậy. Đó thấy chưa? Bây giờ phải tội nghiệp nhỏ không? Thì con đâu có biết đâu. Con nói thiệt, bây giờ nếu như mà có một cái phép màu rồi nó quay ngược thời gian trở về, con không có làm vậy nữa. Con chỉ ước sao á là con của con nó phát triển bình thường như những đứa trẻ khác nè. Từ từ đi nha. Ai Liên, bác sĩ. Nữa hết hồn. Làm việc với cái bà Ái Liên này, có ngày con hết hồn mà con chết nè. Càng ngày cô càng làm việc bắt cách như vậy. Cái bản deadline của con á, cổ nộp trễ con không nói. Rồi bây giờ tới cái bản mà báo cáo cho con á, con kêu cổ sửa, cổ cũng sửa sai luôn. Để y chang như vậy nộp cho con luôn. Cô ba nghĩ sao? Còn nếu cô cảm thấy mà mình làm việc không được, mình không có thời gian làm việc, mình bận quá thì cô tự nộp đơn, cô xin nghỉ làm đi. Cô đừng có làm nữa. Bin. Lỗi tôi xin lỗi. Nè. Chơi. Bữa nay còn lấy lụa với con nữa kìa, cô ba thấy không? Đồng ý là nó sai, la nó khiển trách nó thì được, nhưng mà con phải nhìn cái thần sắc của nó. Nó làm gì? Chuyện buồn. Buồn gì? Nó có đứa con đó, có dấu hiệu bị tự kỷ. Hân Hoan chào các em đến với cuộc thi Ai Thông Minh Hơn Học Sinh Đại Học. Tất cả các thí sinh đã chuẩn bị hết chưa? Dạ rồi. Chưa không? Trước tiên á là tôi ra một cái đề, bạn nào trả lời trước thì sẽ được điểm. Và khi mà muốn trả lời là phải nhấn chuông. Bạn nào nhấn chuông trước thì được trả lời. Cuộc thi thứ nhất là một bài toán rất dễ. 1, 2, 3, 4, cộng 5, 6, 7, 8 bằng bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sắp hết giờ rồi, sắp hết giờ rồi. 6, 9, 1, 2 Sắp hết giờ rồi. Mỹ Nhân 6, 9, 1, 2 Chính xác, Mỹ Nhân thắng một lần. Trời ơi, con nói trước mà. Đúng rồi. Ai biểu con ngu, con không bấm chuông. Đúng rồi con, mình phạm quy. Rồi bây giờ tiếp nha, nhớ nha. 11 trừ 22 cộng 33 trừ 44 là bao nhiêu? Lên 22. Tè. Trừ 22. Mỹ Nhân chính xác. Một cộng một bằng mấy? Hai. Lên Phạm Quy rồi, đó có Mỹ Nhân thắng. Ủa, con bấm chuông mà. Có nghe tôi nói không? Đây là câu hỏi và đáp án sẽ trả lời nhanh. Nhanh tức là không cần bấm. Không có công bằng. Nghe tôi nói, đây là cuộc thi gì? Dành cho những học sinh toán học không tự kỷ. Là dành cho những học sinh bình thường. Còn Bin là một người một đứa trẻ là tự kỷ, cho nên không phù hợp với cuộc thi này. Mỹ Nhân thắng cuộc. Con không có tự kỷ. Con mới không hề tự kỷ. Mỹ Nhân thắng cuộc. Liên. Con để chị tỉnh chưa? Tỉnh chưa?
Công ty. Cái gì vậy hả? Nằm mơ phải không? Nè, bây giờ nè, trở về sự thật nè. Hồi nãy con nằm mơ, con thấy Trang Binh là con của con. Cái gì vậy? Là con của con. Đúng rồi. Nằm mơ sao vậy? Sao bà mới vừa nói gì vậy? Bà nghĩ bà đẻ được tôi hả? Mơ thôi. Cô cũng thông cảm đi, tại tôi lo cho con tôi quá. Chứ tôi không có ý vậy đâu. Lo cái gì? Con của cô á. Alo. Dạ, tôi chào cô giáo. Cái cuộc thi toán sao cô? Con tôi nó đạt giải nhất thành phố rồi. Trời ơi. Dạ, tôi cảm ơn cô. Dạ, tôi chào cô. Chị sao? Nghe tôi nói nè. Hay con tôi nó được giải. Con của cô không có bị tự kỷ, mà con của cô là thần đồng. Thần đồng á, mà đã tự kỷ là không có vui rồi. Mà nếu như mà mày dị biệt khác người á thì càng không nên nữa. Thí dụ như mà con của cô ba có muốn vậy không? Đây, thôi hai chị. Dạ hai chị đừng có phán xét nữa. Hai chị đọc giùm cái này đi. Có gì vậy? Đọc giùm cái đó đi. Nghĩa là người bị tự kỷ có thể không phải là thần đồng, nhưng thần đồng chắc chắn sẽ bị tự kỷ. Sẽ có dấu hiệu của tự kỷ. Không, con tôi không hề bị tự kỷ. Đúng rồi, không có bị tự kỷ. Nhưng bé cũng không phải là thần đồng. Con tôi là một đứa trẻ phát triển bình thường. Và kể từ ngày mai tôi không cho nó theo học lớp chuyên toán gì nữa hết. Tôi phải dành thời gian cho con tôi nghỉ ngơi, cho tâm hồn trẻ thơ nó được phát triển. Phải sống đúng với cái độ tuổi của nó. Tôi không ép nó học cái gì nữa hết. Mọi người đừng có nói gì, tôi không có nghe đâu. Con tôi không có bị tự kỷ, tôi nói thiệt đó. Cũng không phải là thần đồng luôn. Phần là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như dòng đường dài. Em hát bài này cho chị đó. Chị phải sống cho chính mình. Là sao? Thí dụ bây giờ chị không chịu để cho em giúp, thì mốt mà lỡ em có qua công ty mới nha, thì còn ai ở công ty này sẽ tìm người yêu về tắm cho chị. Hả? Tìm tắm người yêu cho chị. Tôi trên 30 tuổi rồi. Bé mà. Đâu phải tôi mới lớn 15, 16 đâu mà đợi cậu đi kiếm chồng gả cho tôi. Chị nhìn ở công ty mình đi. Ngoài sếp đại thần, ngoài hoàng nam, thì còn ai là nam đâu. Đó thấy chưa, mà em biết chắc là hai người đó không phải là gu của chị. Cái này là mình phải suy tính cho bản thân mình đi. Mình á là đàn bà con gái. Cho nên á, ra ngoài đường mình có thể mạnh mẽ cỡ nào, nhưng mà đêm đêm khi mà mình về trong các căn phòng của mình á, nó lẻ loi, nó cô đơn á, thì lúc đó người phụ nữ sẽ rất rất là tủi thân. Cho nên em suy nghĩ chị phải có một cái gia đình dành cho riêng mình. Nói chung á là cái vấn đề ở đây á là chị... Khoan chờ tôi xíu. Cái gì vậy? Em nè. Anh sao vậy? Mà bây giờ anh có sao không? Rồi, để em tính nha. Cậu đang làm gì vậy? Đâu có gì đâu. Nếu mà chị đang muốn tìm kiếm thì thôi để em qua bên công ty bên kia xem có anh nào ngon ngon, cái em ship gì cho chị nha. Cậu rảnh quá, đi ra làm việc đi. Dạ. Té mang vàng cao gót, lấy ghế. Trời, trật giò, lấy ghế cho nó ngồi coi. Sao? Mày tránh ra coi tao lấy vào tôi sức nè. Cảm ơn cô bà. Trời ơi, có sao không? Mấy cái này mà không khéo khéo trật giò chết luôn nha. Alo. Dạ. Em nghe nè anh. Anh tới công ty đón em luôn nha. Rồi, em xuống liền, anh đợi em tí nha. Cái chân con không bị là bị bong gân. Hay là bây giờ mang ghép xẹp đi. Dạ không. Để em đưa chị xuống. Mọi người không cần đi theo nha. Không cần đi theo tôi, nhớ nha. Mọi người cứ ở trên đây làm việc nha, nhớ không đi theo tôi nha. Rồi tôi tự đi được rồi. Coi chợt. Sao tôi tự đi được rồi, cảm ơn mọi người. Có không? Có cùng ý nghĩ là Căng Min không? Cô đang nghĩ cái mà cô ba nghĩ, cô đang nghĩ về cô ba đó. Vậy hả? Dạ. Em cũng đang nghĩ cái mà mọi người đang suy nghĩ rồi đó. 1, 2, 3 Trang Biên đang có một. Sao chúng ta hợp nhau đến như vậy, mà tại sao chúng ta không dọn về ở chung một nhà ta? Không, cái điều quan trọng của ba, sao chị Trang Biên có bồ được? Trời ơi. Sao không được?
chỉ cọc cằn, chỉ nó hô lỗ, chỉ giận dữ hay là chỉ là quát tháo tùm lum hết trơn á. Cô bé ơi, cô bé ơi, cô bé còn non và xanh lắm. Người ta khó khăn, ta cọc cằn với trong công việc với nhân viên bởi vì chỉ là sếp. Cuối cùng chị vẫn là con gái thôi, còn có một bờ vai nương tựa. Đương nhiên. Ai ta? Mọi người cứ yên tâm, chuyện này cứ để con, sẽ sớm sáng tỏ thôi. Hả? Rồi rồi, em xuống liền đây. Em xuống liền, em xuống liền. Chờ em chút xíu, sách lỉnh kỉnh đồ quá trời luôn nè. Em có mua sữa nữa đó, về rồi tắm bổ nha. Bữa nay em nhớm nhách luôn á. Rồi 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 rồi, đợi em tí nha, em xuống ngay nha. Thấy gì không, thấy gì không? Đi thăm người yêu chắc luôn. Anh điều tra được gì chưa? Mới sáng sớm nay nè, con phát hiện có một người đàn ông chở chị Trang Binh tới công ty mình làm. Nhưng mà con cũng không nghĩ là cái gu của chị Trang Binh là như vậy, lạ lắm. Ủa dạ? Nhưng mà chị Trang Binh chọn thì mình nghĩ là thôi kệ, chắc tình yêu mà ha. Đúng rồi. Vậy thôi kệ. Đáng điều tra thêm đi, cái thì bằng cũng đáng, đáng 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 đáng. Ôi trời, 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 trời. Cái chuyện thì chị Trang Binh động trời luôn. Ủa sao vậy, sao động trời? Nghe hết hồn luôn á. Bây giờ nói đi mới hết hồn được. Chị Trang Binh có. Wow. Có dạ. Một chắc không? Cá. Chính mắt em thấy mà. Đó. Bịt khẩu trang nhưng mà mày nói là cũng không sớm lắm, nhưng mà tại vì đây là cái gu của Trang Binh. Tại vì nhìn hơi đứng tuổi xíu nhưng mà ăn mặc sao? Ăn mặc thì thấy cũng bình thường, xa. Cái người đàn ông mà sáng nào cũng chở Trang Binh đi lại biết không? Là bồ chị Trang Binh. Là ông sẽ ôm. Xe ôm. Thì thôi kệ đi. Xe ôm được, xe ôm xách rạc được. Thôi kệ. Đó là cái nghề người ta, miễn sao người ta đến nhau vì tình cảm được rồi, đúng không? Đấy, cái ông này là mối quen, nhưng mà tại vì mọi người bình thường mọi người không để ý Trang Binh đúng không? Nên không có biết là bao nhiêu năm nay người ta vẫn đi xe ôm vậy. Hay quá, điều tra hay quá. Trời ơi, làm giống như là bồ chở đi vậy đó. Đúng một không phải, bởi tao nói mày điều tra không tới nơi tới chốn là vậy đó. Nè, bà cô. Có giỏi á thì bà cô tự đích thân mà đi điều tra. Con đây phải thức từ rất là sớm lên công ty để canh me chị mới thấy được như vậy, con về con truyền đạt. Cho con có thấy gì con nói đó. Ở mọi người, tôi nói thiệt á, mọi người không có một cái góc nhìn gọi là tinh tế một chút xíu. Những cái chuyện mọi người biết không hoàn toàn là sự thật, mà những chuyện tôi biết nó mới ghê nè. Không có nhiều chuyện nha. Chuyện người ta đừng có nhiều chuyện. Lần nào chuyện của mình đi thì mình hãy hỏi chị Trang Binh sao. Trang Binh sao vậy? Trang Binh không có bộ. Không có bộ biết chưa rồi, thì biết nhân rồi. nhân kìa, nhân kìa, sao chị Trang Binh sao chị? Không có bồ nhưng có con. Hả? Có con. Đúng, chẳng những một con mà là nhiều con. Hả? Nhiều con. Hai năm rõ mười đã tường tận chưa ? Như ban ngày rồi đúng không ? Bây giờ nhóm chúng ta sẽ đổi thành tổ thám tử điều tra vụ Trang Binh và những đứa con ngoài giá thú. Điều quan trọng bây giờ là chúng ta phải điều tra được danh tính của những đứa trẻ và cha của đứa trẻ. Ây dạ. Alo. Dạ, cô con nghe nè. Dạ, con sẽ tranh thủ tới sớm. Gì á? Con mua lên luôn nha. Cô yên tâm, con không có bỏ mặt con đâu. Cô đừng có lo nha. Ok cô, dạ. Tôi rớt đồ. Tôi rớt cái tôi khum xuống tôi lụm. Chị đâu có nhỏ đâu, chị khổng lồ lắm mà. Sao tôi đi ra tôi không có thấy chị vậy? Thì khum xuống lụm đồ nè, lụm cái viết bỏ lên đây. Chị không nghe gì hết hả? Nghe gì đâu, không nghe gì hết trơn. Vậy này tai ù lắm. Thật không? Dốc chết. Bước ra đây. Bước lên chi trời. Bước ra đây. Trời ơi, tôi giống như má tôi vậy? Không, nói thiệt, rớt cái này thiệt nè. Con của chị sao rồi?
bình thường, khỏe, ổn, tốt. Mà chị nuôi nó làm sao mà thành thần đồng hay vậy? Thì tới cử cho ăn, rồi tới giờ đưa đi học thôi, đứa nào hư quánh. Nói chung là tôi rất là nể phục chị. Trong công ty này, người mà tôi nể là chị thôi. Sao tự nhiên nể tôi chi? Nhờ chị mà tôi mới có động lực nuôi con. Hy vọng là con tôi nó sẽ được như con chị. Còn ngay bây giờ thì hết giờ làm việc rồi. Mạnh nay nó về. Dạ thôi chào. Tôi đã biết cha của đứa bé là ai rồi. Điện thoại đâu rồi? Nó có sách mắt có chứng đây nè. Tối hôm qua nè, tôi chụp hình nè. Cái thằng mà đội nón bảo hiểm màu xanh mặc áo màu vàng nè. Đó, nó đó. Cái này xe ôm công nghệ mà cô. Người ta mặc cái áo nè. Mấy bữa trước là Ái Liên đã nói rồi. Đó là cái ông xe ôm đa ôm quen. Ông chở mỗi ngày, ông không mặc đồ công nghệ. Rồi cái này nếu mà nói vậy rồi ông xe ôm đa ôm đâu? Ông xe ôm đa ôm quen thuộc đâu? Dạ bà cô, nói nghe nè. Người ta làm công ăn việc làm của người ta đó, người ta đâu thể nào mà người ta chở của mình một chị mình chị Trang Binh. Chứ người ta cũng phải là người ta đi đưa đón khách này nọ, nhiều khi đang đưa đón khách xong mới chạy qua rước chị về luôn sao? Người yêu của chị Trang Binh á là người trẻ tuổi. Trời. Sao biết? Chị Trang Binh gọi điện thoại nói như vậy nè, giọng rất ngọt ngào nha. Em ơi, chị là chị muốn tốt cho em thôi. Em phải chiều chị chứ. Ôi, lấy máy bay bà già. Trời ơi, cái người phi công biết là ai không? Không biết. Dạ là tôi đó. Tức là hôm qua là con có hẹn với chị. Là con tính nói là kêu chị ra quán cà phê để mà con làm mai. Nhưng mà chị biết cho nên là chị chửi quá trời chửi luôn. Hôm nay mình thôi mình dẹp luôn cái tụ này luôn đi. Sao mà dẹp được? Một khi con tôi thì sao mà dẹp được? Thôi tụi em quyết rồi, tụi em không điều tra vụ này nữa. Đi về làm việc, tập trung công việc. Việc không phải liên quan tới mình mà mình nhiều chuyện. Không điều tra được gì hết á. Okay, rồi, rồi tùy mọi người thôi, đi. Tôi thì tôi cũng chẳng nói gì cái thông tin Trang Viên có con rồi. Chị Trang Viên sao? Đây, chị Trang Viên sao? Chị không có nói gì hết. Chị Trang Viên sao? Chị có con rồi sao? Ủa mọi người không có cần thiết cái thông tin này mà. Biết hồi nãy giờ là điều tra là nhiều ra người chồng thôi. Đây là con của Trang Viên. Nhưng rất nhiều con trong môi trường này là môi trường ở nhà chùa. Tại vì sao một người mẹ không thể nào dám nhận con của mình? Chắc chắn là trong cái cuộc tình đó sẽ bị một thằng đàn ông lừa gạt. Nhưng mà con nói thiệt nha, con theo cái vụ này con thấy á, bà vô bà chơi chung với mấy đứa nhỏ thấy thương lắm, nhưng mà con vẫn không biết được đứa nào con ruột, tại vì hầu như là bà thương đều hết mấy đứa luôn. Trời ơi, hồi nào tới giờ cứ nghĩ Trang Bin là một người khó khăn đó, cộng càng thô lỗ rồi. Mà không ngờ cái quá khứ của nó thấy thương quá. Chắc chị vậy nên chị mới xù lông với mọi người đó. Alo mọi người. Dạ. Sao giờ này không lo làm việc mà đứng chụm nhum lại đây nè. Trang Bin ơi, ăn gì uống gì không? Có ba kia nó quay con. Ôi mà an ủi người ta mà khóc đi đâu vậy? Sao không nói mọi người biết để mọi người ở đây lo quá chừng luôn. Nói nghe nè. Ủa gì vậy? Mình đều là phụ nữ với nhau không à. Có cái gì mình chia sẻ nhau. Sáng giờ mà không đi lấy ghế. Đi lấy ghế cho mình ngồi. Để tôi lấy ghế cho. Đi đi. Chuyện gì vậy? Chuyện gì? Đến giờ làm việc rồi. Tự nhiên tại sao mọi người lại như vậy? Mọi người biết hết rồi. Biết cái gì? Ôi cái chuyện chị có con đó. Đem gửi trong chùa nữa. Ok. Thì bây giờ mọi người biết thì tôi cũng không có giấu. Vậy cho tụi em biết đi. Thằng cặn bã đó ở đâu vậy? Gì vậy Henry? Cái thằng cặn bã đó nó làm cho chị có bầu. Rồi xong rồi đẻ ra đứa con nó không chịu nhận trách nhiệm đó. Nó đưa đứa con đó vô trong chùa. Ôi, có nhắc lại. Tại nữa. Làm sao mà nó có thể như vậy? Nhắc lớn rồi. Rồi. Vậy thì làm chị. Trai làm cái gì? Hả? Có tốt ích gì cho xã hội không? Cái gì vậy? Cứ như tôi không thấy chưa? Tốt đẹp không? Mọi người. Đó đúng rồi, cho vàng chỗ ta. Mọi người hiểu lầm rồi hả? Mọi người bị cái gì vậy? Tôi có con. Thì đó tôi có rất là nhiều con. Đó là con nuôi thôi. Ủa là những đứa con nó không có ruột rà với chị hả? Phải. Tại vì chị cũng là trẻ mồ côi. Chị làm có tiền, chị chia sẻ cho những đứa bé có hoàn cảnh giống như chị. Chị không muốn các con ai nói là không cha không mẹ. Và chị cũng muốn cảm ơn lại người đã nuôi chị lớn khôn. Đơn giản như vậy thôi. Vậy là Trang Bin ơi, cô thay mặt mấy đứa này xin lỗi đã hiểu lầm con nha. Thôi thì bây giờ như vậy nè, cô thấy con làm việc như vậy cũng vất vả quá. Khi nào con đến chỗ mấy đứa bé đó cho cô đi, có gì cô phụ con nha. Cảm ơn tấm lòng của cô ba.
Lời nói của cô ba là con đã vui lắm rồi. Không cần đâu, con nuôi mấy bé được mà. À, chị Trang Bính ơi, chừng nào chị đi chị nhớ kêu em theo nha. Để em được làm gì, làm gì cũng được. Nói tóm lại là em để yên cho mấy đứa nhỏ là được rồi. Thôi làm việc đi nha. Làm việc đi. Chị Trang Bính ơi, tốt quá. Có nghĩa là anh Đại Thần dẫn chị về ra mắt gia đình là ra mắt gì đó. Gì khó lắm. Em biết không, chị vẫn biết là mẹ anh Thần rất là khó. Nhưng mà bây giờ phải làm sao? Ba anh Thần á, à, ba em đó chứ, ba em em là rất là dễ thương nha. Hòa đồng, dễ chịu dữ lắm. Chỉ có gì là hơi khó chịu thôi.